Chào mừng các bạn đến với kênh Cờ Thế Thực Chiến, nơi chia sẻ video hay và chất lượng. Hôm nay em xin chia sẻ anh chị trận cờ hay. Trận chung kết giữa kiện tướng quốc gia Phí Mạnh Cường và kiện tướng quốc gia Nguyễn Minh Hưng, trận này diễn ra chiều nay 1 tháng 3 2023. Phí Mạnh Cường được cầm đỏ lên tiên, còn Nguyễn Minh Hưng cầm đen thủ hậu. Mời bạn thưởng thức.将军。
Tăng Chuyên. Tăng Chuyên. Mã 3 thối 5 chém tốt, mời đổi mã. Trên đây thì Phí Mạnh Cường buông cờ nhận thua. Và video của mình cũng xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thích, bạn đừng quên bấm đăng ký, bấm chuông. Mình sẽ tìm video hay nhất và mới nhất để phục vụ các bạn. Xin cảm ơn các bạn, xin chào các bạn ở đây và hẹn các bạn ở video sau.